Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một đề bài vừa được làm đề thi vào môn ngữ văn lớp 10 của thành phố Hà Nội năm 2022. Đó là viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề sự cần thiết của việc nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 10 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe một số đoạn văn hay về đề bài này. Sau đây là bài làm 1. Bên cạnh vẻ đẹp hình thức, vẻ đẹp tâm hồn cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Trước hết, cần hiểu được rằng vẻ đẹp tâm hồn ý chỉ những nét đẹp bên trong thuộc về phẩm chất đạo đức của con người. Hình thức có thể tàn phai theo thời gian, nhưng tâm hồn thì sẽ tồn tại mãi. Những ấn tượng về vẻ đẹp ngoại hình chỉ đem đến thiện cảm ban đầu, còn muốn mọi người xung quanh yêu mến và trân trọng, chúng ta cần có một tâm hồn đẹp. Bởi vậy, nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn là một điều vô cùng quan trọng. Lịch sử dân tộc đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh, có không ít những con người trẻ Việt Nam họ đã sống với những lý tưởng thật cao đẹp. Họ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước, để rồi mãi mãi ra đi khi trong tim vẫn còn trong sáng với lòng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Đó đều là những con người trẻ tuổi, trẻ lòng nhưng lại có một tâm hồn thật đáng quý, đáng trân trọng. Thế hệ trẻ hôm nay cũng không khiến những người đi trước phải hổ thẹn. Hàng trăm sinh viên y khoa ghi tên mình vào danh sách sinh viên tình nguyện. Nhiều bạn trẻ đạt được thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh, được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu. Tuy nhiên, hiện nay lại có không ít người lại có một tâm hồn xấu xa, đê hèn. Họ chỉ biết chạy theo những giá trị vật chất hào nhoáng bên ngoài, chứ không để tâm đến việc tu dưỡng giá trị sâu bên trong. Bởi vậy, mỗi người cần cố gắng học tập để nâng cao hiểu biết, rèn luyện kỹ năng. Cùng với đó, chúng ta cần sống có lòng yêu thương, sự đồng cảm và ý chí, nghị lực để vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, vẻ đẹp tâm hồn chính là viên ngọc sáng giá nhất, làm nên giá trị mỗi con người. Hết đoạn văn 1. Sau đây là đoạn văn 2. Con người muốn hoàn thiện bản thân phải rèn luyện cho mình nhiều đức tính quý báu, chăm sóc tốt cho chính mình từ thể chất đến tinh thần. Để làm cho cuộc sống của ta thêm thi vị, nhiều màu sắc hơn thì trước hết ta cần biết nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn. Vậy thế nào là vẻ đẹp tâm hồn? Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp bên trong mỗi con người, là nhân cách, phẩm chất tốt đẹp, những đức tính quý báu mà mỗi chúng ta cần rèn luyện, trau dồi để hoàn thiện bản thân mình. Mỗi con người có một khả năng riêng, thế mạnh riêng, chúng ta cần phải nhận ra giá trị của bản thân mình và tự tin vào bản thân mình. Đó sẽ là động lực quan trọng góp phần giúp ta cố gắng thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống và đạt được những điều chúng ta mong muốn. Con người trong xã hội sống và đối xử với nhau bằng tính cách, bằng suy nghĩ và hành động, không phải bằng vẻ bề ngoài. Vì vậy, để trở thành người tốt, được mọi người yêu quý, trọng dụng, chúng ta cần phải rèn luyện cho bản thân mình vẻ đẹp tâm hồn và những đức tính tốt đẹp. Ngoài ra, người có đạo đức, nhân phẩm tốt sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng, sẽ có được nhiều cơ hội quý báu hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người quá tự cao tự đại, ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mà không chịu trau dồi tiến bộ. Lại có những người đề cao vẻ đẹp về ngoại hình, hình thức hơn vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách. Cần phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực này để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết nỗ lực cố gắng vươn lên để hoàn thiện bản thân, tạo lập cho mình một lối sống, một thái độ sống tích cực, ta sẽ được mọi người yêu quý và cuộc sống này trở nên vui tươi hơn. Hết đoạn văn 2. Sau đây là đoạn văn 3. Thế nào là vẻ đẹp tâm hồn? Đó là một suy nghĩ, một tâm hồn luôn chứa đựng nhiều phẩm chất cao đẹp đáng ngợi ca. Người có vẻ đẹp tâm hồn luôn được mọi người yêu quý và kết bạn. Thực tế trong cuộc sống cho thấy, mỗi người có cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn khác nhau, không ai giống nhau. Người thì không ngừng tôi luyện bản thân, người thì lại hòa mình với thiên nhiên, với cuộc sống để cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn sống hòa hợp với thiên nhiên. Có lẽ bởi vậy mà Bác luôn yêu nó, thậm chí coi nó là tri kỷ. Cũng nhờ nó mà tâm hồn người lúc nào cũng yêu đời vui tươi. Thật vậy, nếu bạn có tâm hồn đẹp, hẳn bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng sống biết bao và ngược lại. Không có tâm hồn tươi đẹp, bạn sẽ chẳng khác nào một con người chỉ biết giam cầm mình trong căn nhà có 4 bức tường. Hơn thế nữa, chính nó sẽ biến bạn thành kẻ có tâm hồn hẹp hòi, ích kỷ. Qua đây, mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm hồn trở nên phong phú bằng nhiều cách khác nhau,
Có như vậy, bạn mới yêu cuộc sống và chiêm ngưỡng, tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Hết đoạn văn 3. Sau đây là đoạn văn 4. Trong cuộc sống, ngoài những giá trị vật chất thì vẻ đẹp tâm hồn chính là giá trị thực sự làm nên nhân cách của mỗi người. Vậy làm sao để nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn? Nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn là hoạt động bồi dưỡng, xây dựng và hoàn thiện các giá trị sống và đạo đức, tình cảm bên trong mỗi con người. Đó là những tình cảm trong sáng, thiêng liêng như tình thân, tình bạn, tình yêu. Là những phẩm chất cao đẹp như lòng tự trọng, lòng nhân ái, lòng cảm thông, sẻ chia. Là những giá trị sống đích thực như sống cống hiến, sống hội nhập. Với tôi, để nuôi dưỡng những vẻ đẹp đó, chúng ta cần tạo cho mình lối sống văn minh, cởi mở, không ngừng học hỏi những tấm gương sáng về đạo đức như Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân văn hóa thế giới hay thậm chí là chính những người xung quanh. Bên cạnh đó, cũng cần tránh xa những suy nghĩ, lối sống ích kỷ, vô cảm, thực dụng, luôn tỉnh táo trong việc phân biệt đúng sai, không để bị dụ dỗ, sa ngã vào tệ nạn xã hội. Có thể thấy, nuôi dưỡng tâm hồn là công việc cần được thực hiện ngay từ nhỏ, lâu dài và nghiêm túc. Có như vậy, chúng ta mới trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hết đoạn văn 4. Trên đây là 4 video hay nhất về đề bài này. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 10 mẫu bài làm tham khảo khác về đề bài này. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.